Thưa quý vị, WHO nói rằng dùng dụng cụ bảo vệ không đúng là nguyên nhân làm cho nhân viên y tế bị lây bệnh Ebola, tin từ Geneva, Thụy Sĩ. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO nói rằng nhân viên y tế bị lây bệnh Ebola là vì họ sử dụng phương tiện bảo vệ không đúng cách. Bác sĩ Edward Kelly, là giám đốc nhiệm vụ phân phối và an toàn của WHO, đã nói trong một cuộc họp báo ở Geneva rằng, theo tất cả các sự nghiên cứu của cơ quan ông ta, nhân viên y tế bị lây bệnh không phải vì dụng cụ bảo vệ cá nhân, gọi tắt là PPE, nhưng là do nhân viên mặc PPE hay cởi ra không đúng cách, không cẩn trọng. Vì vậy, sự huấn luyện về việc dùng PPE rất quan trọng. Việc dùng PPE không đúng cách phần lớn là do nhân viên làm việc nhiều giờ, bị mệt mỏi, bị nóng. Ngày tiến trình cởi gương bảo vệ, mắt cũng có nhiều vấn đề, bảo đảm bàn tay lấy gương xuống không chạm vào da mặt. Có những bản báo cáo cho biết, khi điện thoại reo, nhân viên y tế đã nhấc điện thoại trong khu vực điều trị với bàn tay đang mang găng tay. Bệnh dịch Ebola đã làm trên 5.000 người chết ở Tây Phi, nhưng WHO nói rằng đây là con số được ghi nhận có báo cáo. Con số thực sự có thể cao gấp 3 lần. Bệnh dịch tập trung tại 3 nước Tây Phi, đó là Sierra Leone, Liberia và Guinea. Một ít người bị bệnh ở Hoa Kỳ, Senegal, Nigeria, Mali và Tây Ban Nha. Bị truyền bệnh khi tiếp xúc với các chất nước từ thân thể người bị bệnh, con số tử vong khoảng 50%.